Làm việc thiện sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, tự mình làm. Quan điểm của tôi là gì? Là tự mình làm. Đức Phật đã dạy chúng ta khi Ngài nhập Niết Bàn, ở trong kinh Niết Bàn là hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật trao cho chúng ta một cái đuốc ở trên tay, chúng ta phải châm lửa vào và phải xoay đường để mà đi. Đuốc đó là gì? Ngọn đuốc đó chính là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật. Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này cũng chính là một ngọn đuốc sáng Đức Phật trao cho chúng ta. Chúng ta hãy nương vào bộ kinh này để mà tu tập. Đầu tiên là đọc tụng, đầu tiên là đọc này, sau đây tụng này, sau đây thọ trì này. Thế nào là đọc? Đọc tức là chúng ta lấy lên chúng ta đọc như đọc sách này. Chúng ta chưa có bàn thờ Phật, hoặc rằng chúng ta còn đang là học sinh, sinh viên, hoặc là chúng ta còn trẻ đang đi làm, chúng ta cứ mang quyển sách, quyển kinh Địa Tạng này theo ở trong túi của chúng ta. Chúng ta đi làm, để trong túi trang nghiêm như thế. Lúc nào đến giờ nghỉ rồi rỗi, không có thời gian nhiều, 5, 10, 15 phút cũng được, lấy ra để trên bàn học hay là để trên bàn làm việc chúng ta trong giờ nghỉ. Tất nhiên là không được làm vào cái giờ đọc vào giờ làm việc rồi. Không được ăn cắp giờ của nhà nước, không được ăn cắp giờ của công ty. Như vậy cũng phạm vào tội ăn cắp. Đang giờ hành chính của nhà nước mà chúng ta thì lôi kinh ra chúng ta đọc, chúng ta không làm việc, đó gọi là ăn cắp giờ của nhà nước, hưởng lương của nhà nước, của tức là của dân đó. Dân đóng thuế cho chúng ta được vào các cơ quan của nhà nước mà chúng ta lại lôi kinh ra đọc trước khi làm việc hành chính đó, tức là chúng ta ăn cắp giờ của nhà nước, ăn cắp giờ của nhân dân, tội đó thì lớn lắm. Cho nên cái giờ giải lao, mọi người thì đi chơi, mọi người thì tán gẫu, chúng ta lôi kinh ra đọc một vài trang cũng được, đó gọi là đọc kinh, như đọc sách, đọc báo vậy. Thay cho đọc sách, đọc báo những câu chuyện gật giật gân này nọ để câu khách, câu tin đó, thì chúng ta lôi kinh Địa Tạng ra, chúng ta lấy kinh Địa Tạng ra, chúng ta đọc được vài trang, 5-10 phút, giống như đọc một bài báo vậy. Đấy gọi là đọc kinh. Đọc đến đâu chúng ta suy nghĩ, hiểu lấy để mà làm. Dần dần đó, khi mà đọc chúng ta thấy thuần rồi, gia đình mà hoan hỷ, chúng ta có thể đối trước ban thờ gia tiên, ban thờ Phật. Có ban thờ Phật càng tốt. Không có ban thờ Phật thì tại ban thờ thần linh gia tiên chúng ta cũng tụng kinh Địa Tạng được. Riêng kinh Địa Tạng không cần phải có tranh ảnh tượng Phật, không cần phải có ban thờ Phật mới đọc được, mới tụng được. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng trong địa ngục khổ Ngài còn vào cơ mà. Chúng sinh đắm chìm ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Ngài còn phân thân vô số để vào hóa độ cơ mà, huống chi tại gia đình chúng ta. Cho nên các quý vị có thể tăng lên cái sự đọc, đó là tụng ở tại gia đình. Có chuông có mõ thì càng tốt, không chuông không mõ cũng không sao. Nếu các quý vị muốn đọc cho nó có vần có điệu, các quý vị bước đầu hãy mở gì, cái băng đĩa tụng kinh của chúng tôi lên, các quý vị tụng theo. Bước đầu thì có thể tụng chậm một vài tuần hoặc một vài tháng, tùy theo cái điều kiện, cái sự thông minh của chúng ta. Xong khi mà thuần rồi thì chúng ta tăng lên một bước nữa, đó là tụng nhanh. Tụng nhanh thì có 45 phút xong một quyển thôi. Tụng chậm thì phải gần một tiếng rưỡi mới xong một quyển. Nếu mà cả niệm Phật thì thành 2 tiếng. Còn tụng nhanh thì cả niệm Phật thì thành 1 tiếng 15 phút hoặc 1 tiếng rưỡi, tùy theo điều kiện thời gian. Còn khi mà tụng nhanh hơn rồi, chúng ta bỏ thì thuần rồi, chúng ta bỏ cả đĩa tụng chậm, đĩa tụng nhanh, chúng ta tụng một mình chúng ta. Chúng ta cứ đọc, chỉ mất khoảng độ tầm 40 phút, thậm chí còn 35-37 phút là xong hết một quyển, nếu chúng ta tụng nhanh được. Có người nói với tôi tụng có 35 phút là xong một quyển thượng, hoặc quyển trung, hoặc quyển hạ thì còn càng nhanh hơn. Và tụng, sau tụng đó là thọ trì. Thọ trì tức là sao? Thọ trì tức là chúng ta suy nghĩ, tư duy những lời văn ở trong kinh, văn kinh để mà hành trì. Những lời dạy của Phật, của Bồ Tát, của các vị chư thiên long, bát bộ quỷ thần ở trong kinh để mà thực hành. Phật Bồ Tát trong kinh này dạy chúng ta là không ăn ngũ tân khi tụng kinh này, khi hành trì kinh này, để cho nó đạt được hiệu quả như là mong muốn. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây đó. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Khi đọc tụng bộ kinh này thì chúng ta cũng gì? Tiến lên làm theo những cái đó. Phật Bồ Tát dạy chúng ta không chỉ không sát sinh,
mà còn phải phóng sinh. Khi điều kiện kinh tế mà khá giả, hoặc là hàng tháng chúng ta, nửa tháng, chúng ta thì trích ra một vài chục nghìn, hoặc một vài trăm nghìn, hoặc một vài triệu, tùy theo điều kiện kinh tế, khả năng, mức lương của chúng ta làm ăn trong cuộc sống này có được, để chúng ta trích một phần ra chúng ta phóng sinh. Không chỉ dừng lại ở phóng sinh mà chúng ta còn phát nguyện là một tháng, bước đầu là tiến tới thì 2 ngày ăn chay mùng 1 ngày rằm, rồi tiến tới là tiến lên là khi mà thân thể quen rồi, cơ thể chúng ta quen rồi, ăn chay vẫn thấy ngon, sức khỏe vẫn đảm bảo, chúng ta tăng lên 2 ngày nữa, đó là gì? 6 ngày ăn chay. 6 ngày ăn chay mà thấy tốt rồi, một thời gian thấy thân thể vẫn đảm bảo, có thể hơi gầy đi một chút, nhưng mà vẫn gì? Khỏe mạnh, vẫn hồng hào, vẫn đẹp lão, vẫn đẹp, đẹp trai, vẫn sinh khái, vân vân đó. Thì chúng ta phát nguyện tiếp lên là ăn chay 10 ngày. Như trong kinh Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta 10 ngày ăn chay, trong này nói rõ hết rồi. Chúng ta ăn chay theo trong kinh Địa Tạng nói 10 ngày này là chuẩn nhất. Vì trong nhiều sách nói ăn chay nhiều ngày cũng khác nhau lắm. Ví dụ như ở các sư Hà Tây và Hà Nội, chúng ta thường thường là bảo 10 ngày ăn chay là ngày gì? Cứ ngày 3, ngày 8. Mùng 3, mùng 8, 13, 18, 23, 28, 14, 15, 30, mùng 1, đó là 10 ngày ăn chay theo các sư ở Phật giáo Hà Nội, Hà Tây chúng ta ngày xưa và ngày nay. Và các tỉnh khu phía Bắc của chúng ta. Như ở trong kinh Nhật Tụng và kinh Địa Tạng nói 10 ngày ăn chay, theo trong kinh này là chuẩn nhất. Đó. Cứ như trong kinh này chúng ta ăn, rất tốt. Phật tử tại gia của chúng ta, Đức Phật là khuyến khích ngày 2 đấy, tháng 2 ngày ăn chay là quý rồi. Đến 6 ngày ăn chay thì càng quý nữa, 10 ngày ăn chay thì trên cả tuyệt vời nữa. Còn nếu ăn chay trường cả 1 tháng 30 ngày thì sao? Quá tốt là tâm Bồ Đề của chúng ta là chúng ta không bảo nó lớn thì nó vẫn cứ lớn. Vì sao? Vì chúng ta cái tâm Bồ Đề tức là gì? Cái lòng từ bi. Tâm Bồ Đề đấy chính là lòng từ bi, hỷ xả, giống như tâm của Phật vậy. Chúng ta không ăn chay, chúng ta không ăn thịt. Chúng ta không ăn thịt chúng sinh vì chúng ta hiểu được Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chúng ta ăn thịt của chúng sinh tức là chúng ta ăn thịt một vị Phật tương lai. Mà ăn thịt một vị Phật tương lai thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ thành Phật được. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải biết bảo vệ những vị Phật tương lai, biết giáo hóa, biết độ cho những vị Phật tương lai thành Phật, giống như Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng, Ngài độ cho chúng sinh thành Phật trước, giải thoát trước thì Ngài mới thành Phật. Trong kinh nói là Bồ Tát Địa Tạng nói rằng Ngài độ bao giờ chúng sinh được giải thoát hết thì Ngài mới thành Phật. Cho nên chúng ta học Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta phải đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta phải phát đại nguyện như thế thì chúng ta mới thành tựu được. Ví dụ như lúc nãy tôi kể chuyện cái cậu sinh viên, trong 7 ngày tụng kinh nó phát nguyện rằng không phải là để dành cho nó được sinh 700 lần lên cõi trời đau lợi. Vì tụng một bộ một ngày mà, một bộ một ngày, nếu trong kinh nói hết một bộ thì sẽ được sinh lên 100 lần lên cõi trời đau lợi. Nhưng nó chưa mong cầu điều đó. Và nó phát nguyện rằng đem hồi hướng hết cho những oan gia trái chủ, những chúng sinh khổ nạn ở trong tam giới, trong 10 phương này. Thì kết quả là nó gì? Nó hồi hướng cho người ta trước. Thì cái mà nó gì? Nó cầu nho nhỏ đằng sau thì nó lại được thành tựu lớn. Còn đối với chúng ta nếu mà không biết học theo Bồ Tát Địa Tạng, tụng được một bộ kinh rồi xong thì cầu hết cái này đến cái nọ. Cầu cho bản thân rồi, cầu cho gia đình rồi, cầu cho người thân. Mua may bán đắt, thăng quan tiến chức, tiền của vàng bạc, châu báu tự nhiên mà đến, vân vân đủ thứ. Chúng ta cầu như thế quá nhiều cho bản thân, không đem hồi hướng cho chúng sinh, không đem mà hồi hướng cho oan gia trái chủ, thì kết cuộc lại chúng ta thì cầu quá nhiều nhưng mà lại được gì? Rất ít. Cho nên học theo Bồ Tát Địa Tạng là phải gì? Xả kỷ vị tha. Chúng ta phải học theo Bồ Tát Địa Tạng, chịu những cái khó, cái khổ để đem hồi hướng những cái tốt đẹp, an lành nhất cho chúng sinh.
cho oan gia trái chủ, cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta, cho người thân và cho tất cả những người chúng ta gì, những người họ oán ghét cửu oán chúng ta, mong muốn cho họ đều hiểu được Phật pháp, đều tu tập được trong chính pháp của Phật, và đều được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ cho họ, đều được Phật Bồ Tát hóa độ cho họ. Đó, chúng ta phải phát được đại nguyện như thế. Nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là những vị Phật tương lai thì bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ không ăn thịt chúng sinh được nữa. Cho nên có người đến chùa hỏi tôi rằng á, thầy xuất gia như thế này á, thầy ăn chay như vậy thầy có thấy thèm không? Tôi chỉ cười thôi. Họ thấy mình cười họ, mình không trả lời họ thì họ bảo là chắc là lắm lúc cũng thèm chứ thầy nhỉ. Thì mình lại cười tiếp, họ bảo á, có thật không thầy? Thì mình lại cười tiếp, họ lại bảo rằng á, thế có khi nào mà thầy đi ra khỏi chùa mà thầy đi về nhà hoặc là thầy đi chơi với bạn bè hay như nào là thầy có ăn trộm không? Mình lại cười tiếp, họ lại bảo là chắc là có chứ thầy nhỉ. Thì mình lại cười tiếp, rồi họ cứ thế họ hỏi. Cho nên đối với những người như thế thì mình chỉ cười thôi. Mình bảo là mình không ăn thì họ không đâu có tin. Tốt nhất là chỉ cười. Còn họ hiểu thế nào đó là quyền của họ. Đó. Nhưng chúng ta biết rằng á, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhận thức được rằng á, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như lời Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa và các kinh điển khác, thì chắc chắn rằng các quý vị sẽ không ăn thịt uống huyết chúng sinh nữa, không giết hại chúng sinh để làm giàu cho bản thân nữa. Vì sao bây giờ các quý vị còn đau khổ? Vì việc ác các quý vị chưa dũng mãnh, chưa tinh tiến để dứt trừ vậy. Các quý vị còn nghĩ cho bản thân quá nhiều, cho nên chúng ta còn đau khổ. Khi đau khổ rồi đến chùa bảo, gặp chúng tôi bảo thầy tụng kinh với thầy, hồi hướng với thầy, bắt ma trừ quỷ cho nó với. Tôi lắc đầu. Ngày xưa thì tôi làm điều đó nhưng bây giờ tôi không. Bây giờ tôi chỉ đưa cho bộ kinh Địa Tạng, tôi bảo về gì, cứ đọc tụng đi. Hay nhất tâm đọc tụng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, dần dần bệnh tình sẽ thuyên giảm. 100 ngày mà chưa khỏi thì 1 năm. 1 năm chưa khỏi thì 3 năm, tôi bảo đảm là gì? Người đó nếu mà nghiệt chướng có nặng nề đến đâu đi chăng nữa, đời này họ không khỏi được thì đời sau vĩnh viễn họ không bị đọa trong ba đường ác. Chắc chắn là như thế. Có thể họ sẽ phải chịu khổ báo hết đời này. Vì sao? Vì nghiệp chướng của đời trước họ sát sinh hại vật quá lớn. Cho nên đời này họ phải chịu cái quả báo là phải trả quả, phải đền mạng. Đáng lẽ là sau khi chết đi họ còn đọa trong địa ngục A Tỳ, đọa trong các địa ngục nóng lạnh, rồi đọa vào các đường quỷ đói, đường súc sinh để trả nợ. Nhưng mà họ trả một lần, trả một đời là hết. Họ vẫn có niềm tin, sẵn sàng trả nợ. Ốm đau bệnh tật vẫn cứ gì, một lòng tụng kinh bộ kinh này, thì đời sau kiếp sau vĩnh viễn không bao giờ bị khổ báo như thế nữa. Đây là lời của Phật, của Bồ Tát dạy, không phải lời của tôi nói. Tôi chỉ nói lại lời của Phật Bồ Tát ở trong kinh này. Nhất tâm thọ trì đọc tụng sẽ được như nguyện. Cách đây mấy hôm có Phật tử ở Sơn Tây, ở đầu đạo tràng Tịnh Tông của chúng ta, vào nói với tôi rằng chồng con bị bệnh ung thư, cũng đã vào đây theo tham dự vài pháp hội rồi và đã quy tam bảo với thầy rồi, tụng kinh niệm Phật rồi, nhưng cái căn bệnh quái ác không tha buông tha cho chồng con, nhưng mà chồng con vẫn giữ được cái niềm tin vào Phật, vào thầy, cho nên mặc dù bệnh như thế vẫn niệm Phật, vẫn tụng kinh và nguyện rằng lấy công đức này để vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Nhưng mà cách đây khoảng độ mấy hôm Phật tử vào nói với tôi rằng nhưng mà chồng con sang một tháng hơn tháng nay là bệnh nặng lắm, đi viện để viện trả về, cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong, giống như trong kinh Địa Tạng nói, không sai một chút nào. Thân hình thì tiều tụy, tức là nằm một chỗ rồi đó,
mùi hôi thối nồng nặc, không biết làm thế nào cho khỏi. Mà ông cầu cho chết đi để cho khỏi khổ vợ con, nhưng mà chết chẳng chết được. Thế tôi bảo tụng kinh Địa Tạng, Phật tử bảo con về tụng suốt từ khi mà thầy phát, thầy đem ấn bộ tống bộ kinh này xong một cái con tụng suốt từ ngày đấy, mà ông cũng khỏe cũng tụng, bây giờ cũng tụng, nhưng mà tại sao vẫn không khỏi? Mà bây giờ không khỏi thì thôi đã đành rồi, ông phát nguyện là gì, muốn chết cho sớm nhưng cũng không chết cho. Thầy bảo tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, nhưng bây giờ con tụng lên 100 ngày, hàng trăm ngày rồi vẫn không thấy khỏi, mà chết cũng không được, bây giờ làm thế nào? Thế tôi hỏi cụ về nhà có tụng không? Bảo có, con vẫn tụng cả đạo tràng, nhà con cũng cầu đạo tràng, nhà con tụng cho, hơn chục người tụng cho. Thế tôi bảo là thôi được rồi, ghi tên tuổi địa chỉ vào, tối tối lại thì chư tăng ở trong chùa, các Phật tử trong chùa tụng kinh sẽ hồi hướng cho. Mệnh mà còn thì ông ấy dần dần thuyên giảm, mệnh mà hết á thì ông ra đi cho nó nhẹ nhàng. Các vị biết không, vừa sang ngày hôm thứ hai, mới hôm thứ hai thôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng rồi. Hai hôm đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Lực của chư tăng gì, lực của đại chúng nó khác với lực của một mình bản thân chúng ta, hoặc một vài Phật tử nó khác, lực của đại chúng nó khác. Ví dụ chúng ta tụng kinh ở nhà, kinh bản nguyện Bồ Tát nhà rất tốt, nhưng mà một tháng thầy mở ra một pháp hội 7 ngày như thế này, chúng ta vân tập về đây để cộng tu với nhau, nó tốt lên hàng trăm nghìn lần như thế. Chúng ta ở một ngày ở trong chùa bằng chúng ta tu cả trăm năm. Tu một ngày một đêm ở trong chùa, đọc bộ kinh Địa Tạng này, một bộ ở trong chùa cùng với chư tăng với đại chúng 400-500 người như thế này, bằng chúng ta thì tụng ở nhà chúng ta cả trăm năm. Hoàn toàn khác nhau. Công đức phúc báo hoàn toàn khác nhau. Cũng là một mình, cũng là con người đó, cũng là bộ kinh này, cũng đọc tụng như thế, nhưng một mình ở nhà nó khác nhau với chư tăng với đại chúng ở trong chùa. Cho nên trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật mới nói là xuất gia ở trong đạo một ngày một đêm bằng tu tại gia, công đức bằng tu tại gia 100 năm vậy. Thì ở đây chúng ta thấy tụng kinh ở nhà một mình chúng ta công đức rất lớn, nhưng mà đến trong chùa tụng kinh với chư tăng đại chúng mà đông khoảng, Hòa Thượng Tịnh Không nói cứ 300 người trở lên, 200-300 người trở lên thì công đức là không thể nói hết được, không thể suy lường tính toán hết được. Và Hòa Thượng cũng nói rằng á, như vậy á, tu trong chùa một ngày một đêm như thế bằng tu ở nhà cả trăm năm vậy. Thế cho nên thầy mới phát nguyện là một tháng lập ra một tuần như thế này để cho chúng ta để cộng tu với nhau, tăng ni Phật tử chúng ta cộng tu với nhau. Còn tăng ni ở trong chùa, một số Phật tử thường trực trong chùa thì ngày nào cũng tụng một bộ rồi, nhưng đây là muốn cho các Phật tử chúng ta bận làm ăn, bận công việc gia đình, bận rất nhiều công việc xã hội, cả tháng không thể ở luôn được thì chúng ta ở một tuần. Một tuần ở được thì càng tốt, không thì 2 ngày cũng được, 3 ngày cũng được, 4 ngày cũng được, thậm chí là 1 ngày cũng trọn vẹn, 1 ngày tụng hết cả 3 quyển Thượng Trung Hạ, một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này.